rung động lời Chúa thứ tư tuần thứ nhất mùa chay. Luca chương 11 câu 29 tới câu 32. Lời Chúa Đức Giêsu nói thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ của ông Jonah. Luca chương 11 câu 29. Câu chuyện minh họa. Ngày 20 tháng 7 là ngày kỷ niệm con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Ngày 20 tháng 7 năm 1959, hàng triệu người trên thế giới đều chứng kiến giây phút lịch sử. Neil Armstrong và hai vị hành gia khác của Hoa Kỳ đã đáp xuống mặt trăng, thực hiện một bước nhảy vọt vĩ đại nhất trong thế kỷ 20. Nhiều người cũng đã được chứng kiến giây phút cảm động này, nhất là khi có người đặt những bước chân đầu tiên của mình lên mặt trăng ấy để gửi một sứ điệp cho khắp thế giới và dâng lời chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa. Trước đó 8 năm, một bước nhảy vọt lịch sử khác đáng chú ý không kém, đó là lần đầu tiên con người đã đi vào không gian và bay xung quanh quỹ đạo trái đất. Nhưng khác với thái độ khiêm tốn và đầy niềm tin của một Neil Armstrong, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Nga là ông Yuri Gagarin đã có một thái độ hoàn toàn ngạo mạn. Khi vừa trở về trái đất, ông đã tuyên bố rất nhiều điều và một trong những lời tuyên bố đầu tiên của ông là: "Tôi đã đi khắp vũ trụ nhưng không hề thấy Thiên Chúa đâu cả." Suy niệm, với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người dường như không còn biết đến Thiên Chúa nữa. Họ đã giới hạn Chúa vào một khuôn khổ nào đó. Khi Chúa Giêsu lao giảng, cũng có những kẻ tin và cũng có một số lại chống đối Ngài. Một người phụ nữ chỉ ước ao chạm vào túi áo của Ngài thôi thì cũng đã được chữa lành. Những kinh sư đi theo Ngài chứng kiến những phép lạ người làm nhưng lại không tin. Chính vì thế, họ yêu cầu Chúa làm một phép lạ nào đó để họ tin. Thế nhưng Chúa đã không làm phép lạ nào, nhưng lại mời họ đọc lại dấu chỉ Jonah. Ông không cần dấu chỉ, nhưng những lời cảnh cáo của ông cũng đủ làm mọi người sám hối rồi. Vì thế phép lạ sẽ chẳng cần thiết nếu con người biết lắng nghe. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa qua từng biến cố của cuộc đời con. Vì mỗi ngày sống của chúng con là một phép lạ mà Chúa đã làm cho chúng con rồi. Xin cho chúng con biết trân trọng từng ngày sống của mình để luôn làm đẹp lòng Chúa.